Rồi, xin chào bạn đến với kênh WTGO của Trung. Thì bữa nay Trung sẽ giao mình không quay quảng cáo bạn, nhưng điều ở đây Trung có lặt mấy cây mai nó nở thì Trung sẽ giới thiệu cho bạn xem là cái bông mai của Trung nó như thế nào ha. Thì đây là giống mai dạo Thủ Đức của Trung, đây là bông nè, bạn thấy cái bông này bạn thấy biết rồi. Trung lấy cái thước ha. Nói chung là Trung nói là nó có cái phần cũng như là cái thành phần nó cũng hên xui bạn, chứ không phải là cây nào của nó cũng bự như bạn. Thì những cái mai này là thì Trung đã lấy những cái cây mà Trung ghép trong cái boy cành Trung lấy ra nè. Đó thì các bạn thấy cái bông mai nè, đã bốn tay Trung thì nó các bạn thấy nó vô là không suy nhơi ha. Bông này thì nở hôm qua rồi nên nó hơi quéo chút xíu ha. Như phần cây con Trung mới ghép bờ hõm nè bạn thì lựa Trung lấy boy Trung ghép rồi cho bạn xem. Thì bờ hõm đó thì đã liền cốt, thì nói chung là nó nhỏ ha, nó cũng không được đủ sức để nở bông bự. Nhưng điều bông nó là 7 phân, bạn thấy 6 phân rưỡi ha. 6 phân rưỡi đo chiều bên đây là bên nếu đo giữa này là đúng 7 phân ha. Mà bông này thì như bạn thấy cái nhị rất đẹp, bây giờ rất thơm ha. Đó dạo Thủ Đức thì Trung bao thôi. Ở đây là cái bông, đây là dạo Thủ Đức của Trung ha. Dạo Thủ Đức thì giống của Trung đây. Còn bên đây thì cũng có cây Thủ Đức. Thủ Đức đây. Thủ Đức thì đợt mai Trung nhập về Trung giao lưu cho anh em á, thì Trung đã lặt mai thử rồi. Nhưng cây này thì Trung đã bán cho anh ấy rồi, anh kêu quay lại đây cho anh coi cái gốc rồi cò rõ thôi. Chụp hình để gốc này rất đẹp ha. Gốc này thì ok nè, thấy gốc thì rất ok đây. Đây đó, thấy gốc một con hình thú rất ok ha. Rồi cái bông này bạn, cái bôi mới ghép nè, mới ghép thì không có hoàn toàn không có lỗi gì hết ha. Còn bạn thấy bông nè, bông này là Trung đã lặt này, lặt cho nở bạn xem đó, thì bông mà thấy bông cũng là ok ha. Dạ rất thơm luôn ha, rất thơm luôn đó. Thì đây là cái bông của Trung ha. Thì bữa nay Trung làm cái clip này là cho Trung chủ yếu cho các bạn xem cái bông thôi. Đó, bông này bạn thấy bông ha, bông rất cánh rất kích ha, và nhị rất thơm đó. Thì cái này là nó nở nghịch mùa ha. Cái này thì Trung tính Trung canh Trung lặt để cho nó nở ra chơi cho anh em làm clip cho em cho vui thôi, nên bữa nay Trung phải làm lên clip này Trung quay cho anh em biết chứ để không anh em hô ông Trung này ông lặt cái mai đâu mất tiêu không nở ha, còn mấy cái kia không coi. Rồi có cái chú gì mà bữa hôm Trung giao luôn cho cái mai đại lộc để chú lấy chú ghép á, mà nó bị lấy ghép mà nó bị có ra có năm cánh á, thì đây cây là có một cây đại cây này thôi. Cây này người ta hô Trung là cây đại lộc, nó nở chím chím mà sao cái này nó nở chập bá không biết. Cây này là Trung nghĩ là muốn bông gì đây nữa. Bông rất thơm nè, rất thơm. Cánh này Trung nghĩ chắc phải 20 mấy cánh. Đây là đại lộc loại 20 mấy cánh ha. Cái này Trung nghĩ là đại lộc lai thôi. Thì cái chú đó nếu ấy muốn ấy thì Trung sẽ gửi cây này cho chú ha. Gửi cây này cho chú, cho chú lấy cái bo ghép. Thì cây này Trung đã cắt bo hết rồi. Chúng đã cắt hết thì còn có tí xíu thôi, thì vì chúng chú cực chú nuôi rồi nó ra những cái mầm đọt non này ha. Đọt non này là chú lấy chú ghép lại, chú ghép ha, cái gốc này ha. Gốc thì cũng ok, đây gốc cũng chất lượng ha. Đó thì Trung sẽ gửi tặng cái này, mà bữa hôm chú có chụp hình qua bên Zalo của Trung mà Trung quên cái Trung đã xóa hết mấy cái hình đó rồi, giờ Trung không biết ai đó. Nên chú có coi được cái này thì chú sẽ điện cho Trung ha, giờ Trung gửi cái này để tặng riêng cho chú. Đồng cây này nó nhỏ nhắn hình không có nhiều thôi, điều đó được cái là bông nó đây chuẩn các bạn ha. Bông nó đây ra chuẩn bông rồi, thì bông này thì mình đã lấy mình ghép chơi vô tư rồi. Bạn thấy cánh rất nhiều ha. Cái này là nó dạng nó lai gì chứ tao đại lộc nổ chứ nổ chim chím, ông nội ông nội tè lét luôn. Đó này thì nói chung là nó cũng chung chim chím bằng chim chím 2-3 ngày nó mới bung bự ra hết vậy ha. Thì nó cũng gọi là cũng ok ha. Mà cánh rất nhiều ha, cánh tới 20 mấy cánh. Này tới 3 4 lớp cánh này mà. 4 lớp cánh ha. 4 lớp cánh. Và bông nó cũng bự ha, bông nó thì cũng ở đây.